mắm thì sao sớm giờ câu chỉ có nhiêu đây thôi, có một con cá tra còn trong vỏ đó. Với bên đây thì ba ăn cá phi, giải dần giải xộn xộn ba ăn cá phi. Tình hình là lỗ đầu nặng không biết là phút cuối còn có gỡ gạt được gì không chứ giờ là thua rồi. Chào các bạn, hôm nay anh em chúng tôi sẽ đi đánh ở Long An. Và đây là điểm câu của anh em chúng tôi. Đoàn của chúng tôi hôm nay gồm có 3 người: Giang, anh ấy và tôi. Đây là cái hồ. Các bạn có thấy cái hồ không? Đẹp không các bạn? Lý tưởng nào nè. Bây giờ thì chúng tôi đang theo thổ địa để tìm cái điểm thích hợp văn câu. Thì ra là không phải cái hồ đó mà là cái hồ khác nữa các bạn ơi. Anh ấy chúng ta đi đến cái hồ khác. Rồi có một hổ đang trên đường đi về. Có cá không anh? Chạy hầm này rồi. Chạy hả? Rồi, anh ấy đã chạy cái hầm đó rồi. Ồ bên kia vẫn có cửa hữu đang câu nữa kìa. Có các bạn thấy con cò bự quá trời các bạn ơi. Người ta gọi là cò nông, con này đang được bảo tồn. Đây để điểm câu. Đẹp quá các bạn ơi. Thế tới nơi thì bây giờ thì chúng tôi đang chặt cây bắt cầu làm chuyện gùi để đi qua sông. Đây là con sông nó bằng 2 bước chân vậy đó mà giờ phải bắt cầu đi qua. Đã phóng qua đi không chịu đâu, bày đặt bắt cầu làm láp nè đó. Thôi ai làm gì làm, giờ phá câu trước nha. Bây giờ thì anh em chúng tôi đã ra cần xong hết, bây giờ thì ngồi chờ lại cá cắn câu thôi, nhưng mà không biết là khi nào cá mới cắn câu nữa. Thôi bây giờ các bạn chờ lại xem kết quả nha, không biết là hôm nay có bể đầu hay không, chứ cái tình hình là thấy nó hiu hiu lắm rồi đó. Cá các bạn ơi. Hết rồi. Con cá đầu tiên nha, lưỡi dính là một cái lưỡi đông miệng, cái lưỡi trên lưng, cái lưỡi bụng.
Bây giờ thì anh em chúng tôi sẽ dời điểm, tình hình là lỗ đầu rồi. Và đây là con cá đầu tiên trong ngày hôm nay. Bây giờ sẽ thả nó về đây cho nó lớn nha. Đó. Tính bắt cho có tùng thì cuối cùng cũng thả thôi, nhưng mà bây giờ giờ điểm mình nên thả luôn. Anh em đừng nói là mình chơi mình bắt tàn khác nha, thả rồi đó. Đây là điểm câu mới. Tình hình là nãy giờ giờ lưới như kia giục lăng thăng mà chưa có lên cá nào hết, không biết là làm sao đây. Các bạn chờ xem kết quả nữa nha. Đây đây là anh pha lầy cần máy và tháo máy, giờ câu cần tay luôn. Đây câu có phi thấy dìm nhịp mà không biết là có dính hay không nữa đó. Đó, canh đó. Đó. Đúng. Lên hàng. Cho lên hàng. Quá dữ, cầm cá anh coi. Đúng. Ghê. Cái dính này các bạn ơi, dính mà không hay. Chào các bạn, đây là thức ăn cơm mẻ, lại vẫn còn hộp cơm này các bạn. Các bạn vẫn thấy hộp cơm nhẹ mẻ nha. Đó, đây là thức ăn rồi mình đi mình xay ra thôi. Nhưng do cái này là mình đánh chùm nho. Mình đánh chùm nho cho nên mình nhồi nó phải nhão. Bây giờ mình sẽ bóp thức ăn cho các bạn xem. Mình do mình không có chuyên đánh mấy cái này, mình cũng mới tập đây thôi cho nên mình nó xấu quắc à, nó có được đẹp như người ta nha. Các bạn xem vui thôi nha. Đó, mình sẽ bóp bốn cục vô. Mình lúc bóp bóp thấy gớm mà. Rồi. Rồi mình nhập rồi, vậy mình cứ quăng ì đồng thôi, không nhầm gì hết. Bây giờ mình sẽ quăng nha. Bển luôn hả? Mà trong hồi nãy mới vừa nhập liền hả? Không không không, mới vô sau rồi. Cũng mới vô lên liền á. Hay vậy. Ổng trụm đây mà. Nhà ổng câu đây hả? Ổng câu ông về bán mà chứ không đâu ăn uống gì đâu. Câu vậy như câu thì là ổng thả mồi ổng dưới mình nó quen mồi rồi. Dẫn thằng con những chú. Đó, mình quăng rồi đó các bạn.
lên hàng, pha lên hàng nha. Lên liền. Để các bạn pha lên hàng nha. Con này nướng được rồi. Bắt lửa nướng đây. Không có đem cái đồ chám. Chén cứu bến thì tới làm đâu. Bố quên rồi. Đồ. Được cái trái tài. Kéo không nhỏ hả? Giật rồi giật. Giật rồi đóng xong cái này chạy trồng. Làm hết rồi. Trái tài. Đây, pha đang đây nghe tin đồn mà có cá ăn bên này. Còn ăn không? Kìa ăn nó dính rồi ông nội ơi. Trời ơi. Nó ăn nó dính luôn. Rồi tới thánh lầy gian luôn rồi. Lên cá. Hồi nó có cá phi nướng luôn nha. Rồi nó ăn bụng bụng con này. Gian giải một đống ra dưới rồi. Thả thính, gian thả thính quá trời. Cá chim này như có cá chim cắn cục đuôi thôi. Rồi đây là gồng luôn cho. Sao mấy cá phi nó cục đuôi thôi ta? Cá chim cắn nó nè. Đây mình được 3 em rồi nha. Đó. Đây 3 cá phi nè các bạn. 3 cá phi với một con cá tra của hai cộng trong đó. Ai gọi đây? Alo. Sau thời gian chiến đấu từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều, ba gần hữu của chúng tôi đã lông giãn hết rồi. Còn lại có mình pha ngồi chiến đấu thôi à. Thì chứ nản ghê luôn. Chiến đấu bây giờ rồi lên dẫu ngủ lăn bò hết rồi. Thua luôn. Các bạn thấy điểm câu thế nào? Đây là những cái hồ mà người ta lấy đất á. Lấy đất bán. Bây giờ nó còn như này. Cũng thênh thang luôn. Rất là rộng nha các bạn. Mấy cái này muốn câu cứ vô câu thoải mái thôi, không có ai nói này nói kia gì hết á. Mà có điều là câu cá ăn hay không thì đó là anh xui nha. Bên kia xa xa bên kia có 3 người ngồi đang ngồi câu đó. Mà không biết đây nhìn có thấy được không. Nói chung là ở đây ngày nào cũng có người câu. Cái này là ở cái đường mà đi cái lại á. Ở chỗ ngã tư cái lại gần bệnh viện cái lại á, này sẽ có một cái đường quẹo phải là phía ngã ba Tân Thành của Tiền Giang á, các bạn chạy lên hướng cái lại rồi tới ba khỏi bệnh viện cái lại sẽ có cái ngã quẹo phải, cái đường đó là sẽ đi Long An. Các bạn cứ tới đó sẽ quẹo lên quẹo phải lên và chạy xa xa nhìn mấy bên trái sẽ có những cái hồ như thế này nè. Rồi các bạn muốn vô hồ nào thì vô, nó hoàn toàn miễn phí nha. Cá mắm thì sao sớm giờ câu chỉ có như đây thôi, có một con cá tra còn trong vỏ đó. Với bên đây thì 3 cá phi nó giải vậy, nó giải xộn xộn. 3 cá phi tình hình là lỗ đầu nặng. Không biết là phút cuối còn có gỡ gạt được gì không, chứ giờ là thua rồi. À, các bạn có thấy xa xa kia là cái gì không? Bệnh viện Tân Thạnh. Và sau một ngày trời chiến đấu thì tất cả anh em chúng tôi sẽ cuốn gói đi vô đó hết nha. Lỗ đầu. Vô đó là bông băng này kia rồi. Chọn điểm câu cũng tính trước rồi. Là chọn điểm câu ở chỗ bệnh viện để
câu kéo lỗ đầu thì bay bệnh viện luôn. Rồi giờ nên chúng tôi sẽ đi về, hẹn một ngày nào đó sẽ trở lại đây để phục thù. Đây là những thành phẩm: một con cà phê, hai cà phê, một cà trà, còn con cà phê ở đây, ba cà phê và một con cà trà. Thất thù các bạn ơi. Rồi chào và hẹn gặp lại các bạn nha.